Kính thưa các đồng chí chủ trì hội nghị, kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của tỉnh, của huyện, kính thưa quý vị đại biểu khách quý tại hội trường cũng như tại các điểm cầu trực tiếp. Thì trước hết tôi rất là bày tỏ cái sự tán đồng và cảm kích trước ban tổ chức hội thảo trong một cái bối cảnh mà cả xã hội đang đổi mới, trong đó có huyện Vũ Quang chúng ta đang khát khao vươn lên, đã tổ chức chuỗi các cái sự kiện, trong đó có hội nghị hôm nay, để lan tỏa thì tinh thần của hào khí Cần Vương không chỉ trong địa bàn của chúng ta mà ra toàn thể cộng đồng ở bên ngoài xã hội, và từ đó để khát vọng, để nâng lên một cái tâm khát vọng của Vũ Quang, một Vũ Quang ngày xưa và một Vũ Quang hiện tại, và đặc biệt chúng ta hướng tới cho một Vũ Quang tương lai. Về tham luận của chúng tôi theo chủ đề thì chúng tôi đã có một cái bản tham luận về chủ đề của hội thảo. Nhưng mà sau khi tham dự thì chúng tôi thấy rằng là trong một bối cảnh như thế này có nhiều chuyên gia sử học sẽ trình bày nhiều về vấn đề này. Cho nên chúng tôi có xin ban tổ chức là tại cái hội thảo lần này trình bày một cái vấn đề nó liên quan đến cái thực tế hiện nay và những vấn đề trong tương lai của huyện Vũ Quang. Phần trao đổi của tôi thì xin được phép là tiếp nối cái ý phát biểu của nhà sử học Dương Trung Quốc, để tiếp nối những cái hào khí của phong trào Cần Vương cũng như của Đình Nguyên tiến sĩ Phan Đình Phùng cho hậu thế về sau, và cho cái sự phát triển của huyện Vũ Quang, cho tỉnh Hà Tĩnh và cho các cộng đồng nói chung trong tương lai. Báo cáo với hội nghị thì trước hết thì qua nghe ý kiến của các đại biểu tại hội thảo sáng nay, đặc biệt là ý kiến của đồng chí Nguyên Bí thư Tỉnh ủy, thì với một cái khoảng thời gian cũng chưa lâu, chúng ta thành lập những năm 2000, bây giờ cũng sắp xỉ vài chục năm với một Vũ Quang sơ khai như thế, và đến bây giờ sau 20 năm thì sáng nay chúng tôi có dịp được đi dạo gần một tiếng đồng hồ trên thị trấn và các vùng ven, và qua cái lời kể của đồng chí Nguyễn Bí thư và những cái trải nghiệm về các cái phương tiện truyền thông, thì chúng tôi thấy rằng sau 20 năm thì kết quả đạt được của nhân dân Vũ Quang đến cái thời điểm hiện nay là rất là đáng tự hào. Cho nên dưới góc độ cá nhân thì tôi nghĩ rằng là thì tinh thần của hào khí Cần Vương thì đến thời điểm hiện nay chúng ta cũng có quyền, trên những cái chừng mực nhất định chúng ta cũng có thêm quyền khẳng định là tạo nên một cái kỳ tích của Vũ Quang được như ngày hôm nay trên cái bối cảnh của 20 năm về trước, thì kết quả đạt được như hôm nay. Bởi vì tôi nói như thế bởi vì là ở những cái thời điểm đó các cái xã mà sau này chúng ta tách ra để thành lập huyện Vũ Quang cực kỳ khó khăn, cực kỳ khó khăn, mà đến cái thời điểm hiện nay thì cho hai cái bức tranh đó mà so sánh, và chúng ta lại đặt trên một cái vị trí địa lý khá xa các cái trung tâm của các thành phố giáp với biên giới của tỉnh bạn ở Lào, mà chúng ta làm được những điều đó thì chúng tôi thấy là hết sức là tuyệt vời và rất là đáng tự hào. Và với cái tinh thần như thế thì chúng ta biết rằng là những cái giá trị của lịch sử nó cực kỳ lớn, và giá trị của hào khí Cần Vương cũng như cái giá trị của Đình Nguyên tiến sĩ Phan Đình Phùng đối với hậu thế của chúng ta hiện nay và cho các thế hệ tương lai, chúng tôi thấy hết sức là quan trọng. Vì vậy ở góc độ là của một cái đơn vị là đào tạo ra nguồn nhân lực cho xã hội cũng như là nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ cho cộng đồng, thì chúng tôi thấy là cần phải mang cái tinh thần này cho các cái thế hệ hiện nay và các cái thế hệ công dân tương lai của huyện Vũ Quang nói riêng cũng như trong cộng đồng nói chung. Và chúng ta biết rằng là chúng ta đang bước vào cái cách mạng công nghiệp 4.0 với cái bối cảnh nền kinh tế truyền thống chuyển dịch sang kinh tế số, ứng dụng các cái thành quả về cách mạng công nghiệp 4.0. Thế thì chúng ta phải chuẩn bị cho một cái thế hệ công dân số, thế hệ là một cái nền hành chính số, chuẩn bị lớn hơn nữa là cho một cái xã hội số. Thì nếu như chúng ta không có khát vọng, chúng ta không vươn lên, và đặc biệt là muốn làm một điều đó thì chúng ta không học ở đâu khác cả, học chính những cái tấm gương của cha ông chúng ta như Đình Nguyên tiến sĩ, như phong trào Cần Vương chúng ta vươn lên từ những khó khăn như thế. Thì bây giờ cũng vậy, chúng ta từ cái cách thức một xã hội truyền thống, nếu như chúng ta dịch chuyển theo xu thế thời đại sang dần xã hội số, thì đồng nghĩa với việc là chúng ta cũng tiếp cận từ những cái chúng ta chưa có gì cả để sang những vấn đề mới như thế. Thì chúng ta trong một số lĩnh vực chúng ta phải chấp nhận là từ bỏ những cái cũ nó không còn phù hợp và cải tiến những cái cũ cho phù hợp với những cái mới hơn và tiếp cận những vấn đề mới. Thì đấy là những vấn đề mà không phải lúc nào chúng ta cũng dễ dàng để từ bỏ, chúng ta dễ dàng cải tiến và dễ dàng tiếp cận được những cái mới. Và đấy cũng phải cần phải mang một cái tinh thần cách mạng, giống như ba cái điểm
của Đinh Nguyễn Tiến sĩ mà nhà sử học Dương Trung Quốc đã đúc kết lại, tôi rất là tâm đắc vào cái ý này. Thế thì trên cái tinh thần như thế thì chúng tôi thấy là để bước sang cái xã hội và qua cái xem cái phần nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 thì chúng tôi thấy ba cái điểm đột phá là hết sức là dưới góc độ nghiên cứu chúng tôi thấy hết sức là đúng và trúng. Trong đó với cái đặc điểm của vùng miền như chúng ta ở đây thì chú trọng liên kết chuỗi giá trị. Đó không những làm tăng cho cái giá trị sản phẩm của chúng ta lên mà đó còn là trách nhiệm đối với tương lai. Bởi vì khi hình thành chuỗi liên kết giá trị thì chúng ta sẽ giảm thiểu được các cái rủi ro về tác động của môi trường, các thứ bên cạnh thì chất lượng và cái giá trị thực tiễn của hàng hóa thì nó cao lên. Thứ hai là hướng tới phát triển là đô thị theo cái hệ mô hình hệ sinh thái. Thì đấy cũng chính là một trong 17 cái tiêu chí về phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Và trong mô hình nông thôn mới nâng cao của chúng ta cũng hướng tới. Và Vũ Quang cũng đi theo cái con đường như thế. Vậy thì làm thế nào để chúng ta đạt được những cái điều như thế? Thì chúng tôi thấy yếu tố quan trọng đầu tiên đấy chính là nguồn nhân lực để thực hiện cho những cái khát vọng đấy của chúng ta. Thì vừa rồi chúng tôi thấy rất là may là Quốc hội có nghị quyết 88, rồi Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo và Bộ Giáo dục chỉ đạo là đã xây dựng và vận hành cái chương trình giáo dục phổ thông 2018. Trong đó có đưa vấn đề về giáo dục địa phương vào. Đấy. Rồi trong hoạt động dạy học thì đưa vào những vấn đề thực tiễn, lý thuyết áp dụng vào thực tiễn. Đây là những vấn đề báo cáo về quý vị đại biểu. Chúng tôi là những người đi dạy thì chúng tôi thấy là cũng không phải dễ dàng. Thì đây là những cái mà chúng tôi thấy nếu như vận dụng thành công chương trình giáo dục phổ thông 2018, đưa những vấn đề về giáo dục địa phương áp dụng lý thuyết vào trong thực tiễn cho cái hình thức dạy học mới, thì đấy sẽ góp phần tăng các cái kỹ năng làm việc cho thế hệ công dân tương lai của chúng ta rất lớn. Thứ hai, để chúng ta đưa những vấn đề về khoa học công nghệ mới lồng vào bên trong các chương trình giáo dục phổ thông để chúng ta có chuẩn bị cho một đội ngũ là lao động phổ thông tương lai là đáp ứng được các yêu cầu về hội nhập và phát triển như thế, thì như vậy chúng ta sẽ là đáp ứng được những yêu cầu về đưa những cái thành tựu về khoa học công nghệ mới. Và vấn đề thứ ba, vấn đề để làm thế nào đấy khi chúng ta chuẩn bị tốt cho những công dân của chúng ta đấy rồi, công dân số để hướng tới một xã hội số, thì chính quyền số là một trong những điểm mà chúng tôi thấy là hết sức là quan trọng. Nếu chỉ chính quyền số mà chưa có công số thì như vậy chúng ta cũng thất bại. Nếu có công dân số chứ có chính quyền số thì vận hành của chúng ta cũng rất khó khăn. Và chúng tôi đọc cái phần báo cáo về cải cách hành chính năm 2021 của huyện, chúng tôi thấy cũng rất là mừng là huyện cũng nhìn nhận thấy vấn đề này. Mặc dù là trong cái phần là cải cách hành chính thì chúng ta do cái đặc điểm vùng miền, do lịch sử và mới thành lập các thứ thì chúng ta nằm trong nhóm là cải cách hành chính thấp, nhưng với cái nhìn nhận ra vấn đề như vậy thì tôi tin tưởng rằng là chúng ta đi đúng hướng và chúng ta sẽ thực hiện được điều đấy. Và đặc biệt thì chúng tôi quan tâm đến cái xây dựng cái quy trình quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015 mà trong cái cải cách hành chính của huyện cũng đã đưa ra. Và ở đây thì tôi trong cái bối cảnh kinh tế số, cách mạng công nghiệp 4.0 thì tôi đề nghị thêm là nghiên cứu về khi có quy trình đấy rồi, nhưng mà để thành một xã hội số thì chúng ta cần phải tự động hóa các cái quy trình này. Bên cạnh cái quy trình chúng ta xây dựng và làm bằng cách thông thường thì chúng ta hướng tới tự động hóa. Thì như vậy chúng ta lại hướng tới là một đào tạo một thế hệ công dân số, một cái xã hội số và có chính quyền số để chúng ta vận hành cái xã hội số được tốt hơn. Và đó chính là cái điểm nối, kết nối cái tinh thần, cái ý tưởng cũng như cái sức mạnh không chỉ của trong địa bàn Vũ Quang mà với các cái địa bàn bên ngoài. Đó chính là cái tinh thần của Đinh Nguyễn Tiến sĩ, Phan Đình Phùng khi muốn cách mạng, khi muốn phong trào thành công, là kết nối với các cái hào kiệt không chỉ ở khu vực của ban đầu là ở Đức Thọ mà lan tỏa ra cả tỉnh Hà Tĩnh rồi các tỉnh lân cận để làm nên những cái thành quả mà nó phát huy cho cái truyền thống sau này. Và để làm điều này thì dưới góc độ của trường Đại học Vinh thì chúng tôi cũng mong muốn và đề nghị với huyện từ đây thì nghiên cứu sẽ có những cái chương trình khoa học công nghệ với các cái cơ sở, các viện nghiên cứu mà phù hợp với định hướng phát triển của huyện. Và về phía trường Đại học Vinh thì báo cáo với đồng chí bí thư, đồng chí chủ tịch là chúng tôi cam kết sẽ phối hợp với huyện để thực hiện cái điều này, mời các thầy các cô cùng tham gia và sẽ có các cái chế độ chính sách cho con em của chúng ta khi thực hiện những cái ngành nghề mà chúng ta xem là trọng điểm của huyện để thực hiện điều này. Đấy là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai, để hỗ trợ huyện trong cái việc là đào tạo những thế hệ công dân số và đặc biệt là thực hiện thành công chương trình giáo dục phổ thông 2018
thì chúng tôi sẽ nghiên cứu lựa chọn cái sản phẩm phù hợp. Nhưng đến thời điểm hiện nay thì chúng tôi chỉ có thể là tới đây thì sẽ làm việc và sẽ tặng huyện là cái mô hình là trường học số để cho học sinh ở huyện Vũ Quang không chỉ được học tập với những thầy cô giáo ở giỏi ở huyện Vũ Quang mà được học tập với những thầy cô giáo giỏi ở trong nước và giao lưu với học sinh ở các cái vùng miền khác để có mang những cái tinh thần văn hóa của đa vùng miền và đặc biệt là chuẩn bị một cái tâm thế để chúng ta hội nhập tốt, có các cái kỹ năng để mà hội nhập quốc tế để thực hiện được ba cái đột phá trọng tâm mà Đại hội Đảng bộ huyện đã đưa ra. Thì cuối cùng tại cái diễn đàn này thì thay mặt cho trường Đại học Vinh, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn ban tổ chức đã gửi lời mời và cho chúng tôi có cái cơ hội phát biểu hôm nay. Mà một lần nữa thì chúng tôi khẳng định và chúng tôi tin tưởng là với những cái khao khí cần vươn và những cái giá trị chúng ta đã đạt được trong thời gian vừa qua, với cái con đường mà chúng ta đã vận hành trong thời gian vừa rồi, thì chúng tôi tin tưởng là chúng ta sẽ hướng tới một cái khát vọng Vũ Quang đạt được mục tiêu, trước hết mục tiêu gần là năm 2025 như đồng chí là bí thư huyện ủy đã phát biểu, và chúng tôi kỳ vọng đó sẽ là một trong những cái mô hình tiêu biểu để nhân rộng ra cho các cái địa phương mang ở cái vùng núi mà giáp ranh như cái địa bàn của Vũ Quang của chúng ta. Xin trân trọng cảm ơn và kính chúc sức khỏe toàn thể quý vị đại biểu, khách quý. Xin cảm ơn giáo sư Nguyễn Huy Bằng.